Tử vi tuổi Mão 6 tháng đầu năm 2021, tươi sáng và ít sóng to, gió lớn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học còn nói trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, có người sinh ra sung sướng đủ đầy nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ trở mình thoát khỏi kiếp nghèo đói, từ đó cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Tuổi Mão cũng như vậy, sau sự kìm hãm của Thái Tuế trong năm 2020, bước sang năm 2021, con giáp này sẽ có được cơ hội đổi đời giàu sang, gặp được nhiều điều may mắn, cát lành, giúp cho công việc vươn lên như diều gặp gió, thành công rực rỡ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của những người tuổi Mão trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, tuổi Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào đối với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Mão trong 6 tháng đầu năm 2021. Sang năm 2021, thoát khỏi cục diện hình Thái Tuế, năm Tân Sửu đánh dấu sự trở lại bình ổn, xuyên suốt vận trình cả năm của người tuổi Mão. Thời điểm này, nhờ có thiên quan trợ lực, công việc dù tăng về khối lượng và áp lực, nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Bản mệnh cần tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hệ đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn của mình. Bên cạnh đó, thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Có điều vào những thời điểm vật khí xuống, có nhiều hung tinh gây hại như thiên cẩu hoặc tăng môn, tuổi Mão sẽ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy, dù vận khí đang lên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào cuồng, bản mệnh đừng vì thế mà chủ quan khinh suất hoặc kêu căng ngạo mạn, kẻo hối cũng không kịp. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm và từ đó mang lại may mắn, bình an cho chính mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Mão trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tuổi Mão bước sang năm Tân Sửu đã không còn bị Thái Tuế che mờ. Năm mới, tuổi Mão dần suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, thêm một chút tham vọng. Vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, bản mệnh cũng phải vất vả, tất bật, thậm chí có thời điểm ngã bệnh vì căng thẳng công việc. Sau tất cả, thiên quan mang tới không ít cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến, bản mệnh hãy chủ động nắm bắt. Để có thể tận dụng vận may vào thời điểm này, người tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Vòng tay sẽ chiêu cát lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của người tuổi Mão. Đồng thời, vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc của bản mệnh được hanh thông,
thuận lợi và phát triển hơn trong thời gian này. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong nửa đầu năm Tân Sửu, hầu như nguồn thu nhập chính của những người tuổi Mão không biến động mạnh. Một phần do ảnh hưởng khách quan của thời vận, một phần do bản thân chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Nguồn thu nhập phụ có tăng do có thiên tài hỗ trợ. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi bản mệnh cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. Hơn nữa, thời điểm này sẽ có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỉ, cho con cái học hành, đi du học, du lịch, khiến tiền bạc trôi sụt, nó có lúc không, tài chính nhiều bất ổn. Rất cần có khoản tích lũy từ trước, nếu không có, cuộc sống đôi khi cũng bế tắc. Cho nên để có thể tăng tài lộc và may mắn, người tuổi Mão cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Là một trong những pháp khí của nhà Phật, vòng sẽ giúp tuổi Mão tăng cường vận khí, cải mệnh, tránh tà ma và hung tinh. Đồng thời, vòng sẽ nghênh đón quý nhân bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về mặt tình cảm, xà đạo. Nửa đầu năm 2021 là thời điểm may mắn đối với những người tuổi Mão còn độc thân, bởi trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi bản mệnh phải chủ động tìm kiếm. Chỉ khi đứng dậy và đi, tuổi Mão mới có thể tìm thấy chân ái của cuộc đời. Với những ai đã có đôi có cặp, năm mới tình yêu thăng hoa có thể tính đến chuyện kết hôn vào nửa cuối năm. Nửa đầu năm là thời điểm mặn nồng nhưng cũng ẩn chứa nhiều thử thách, nếu vượt qua thì mới lâu bền. Tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nếu muốn sinh con, các cặp đôi nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả mặt tinh thần và tài chính để đứa trẻ sinh ra được hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Để có thể kích hoạt tình duyên, thời phong thủy khuyên người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy là vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Với năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời kích hoạt vận đào hoa cho bản mệnh trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tuổi Mão trong năm Tân Sửu không xung khắc mạnh với thái tuế, bản mệnh có thể an tâm về vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, bản mệnh vốn là người có ý thức hơn về việc rèn luyện, nâng cao thể chất hay chủ động thăm khám để phòng chữa bệnh tật, nên sức khỏe trong tầm kiểm soát. Nếu có cũng chỉ là ốm vặt, đau yếu qua loa. Chỉ có điều, những thời điểm thiên cầu hung tinh rình rập, bản mệnh đừng quá lơ là, mất cảnh giác, nếu không sẽ có thể bị té ngã hoặc va quệt xe cộ. Tuổi Mão nên thận trọng vấn đề đi lại, ắt tránh được họa này. Bên cạnh đó, trong năm còn có tăng môn hung tinh, gia đình có tăng chế, bản mệnh cũng đừng vì thế mà quá đau buồn, kẻo ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Để hạn chế và hóa giải những hung tinh và vận xấu thì thầy phong thủy khuyên tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân bảo vệ và che chở bản mệnh trong thời gian này. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh cho những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Mão trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Tiếp theo, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Mão trong thời điểm này để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất, tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi nửa đầu năm tuổi Quý Mão cho thấy trong khoảng thời gian này không có nhiều biến động đối với các bác. Trong năm Tân Sửu, các bác vẫn đạt được những bước phát triển nhất định nhưng không quá rõ ràng. Cho nên các bác cần phải tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo thì mới mong đạt được hiệu quả. Về phương diện tài lộc, các bác tuổi Quý Mão vẫn có cơ hội gặp được một vài cơ hội kiếm thêm tiền từ các công việc đầu tư, công việc tay trái nhưng không nhiều. Tốt nhất nên cẩn thận khi đưa ra quyết định, tránh rơi vào cái bẫy của cái xấu. Điều quan trọng mà các bác cần nhớ trong năm nay là chớ nên tham lam, biết dừng lại đúng lúc. Thứ hai, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Trong năm Tân Sửu, cô chú tuổi Ất Mão không phải chịu tác động trực tiếp từ thái tuế, cho nên nửa đầu năm chủ yếu là một khoảng thời gian dài bình ổn, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên, cũng do đó mà cô chú tuổi Ất Mão khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân mình.
cho nên cô chú cần luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, đừng nên lơ là, được đến đâu hay đến đấy, nếu không cô chú sẽ dễ thụt lùi so với đồng nghiệp. Ngoài ra, cơ hội kiếm tiền cũng không đến một cách thường xuyên, cô chú cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh chạy túi. Đặc biệt là cô chú làm đầu tư, kinh doanh, tốt nhất không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn hối tiếc về sau. Thứ ba, tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Trong 6 tháng đầu năm 2021, phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp của anh chị tuổi Đinh Mão có thể gặp được một số cơ hội để phát triển. Những thành quả đạt được chưa giúp anh chị có thể đạt được bước thăng tiến rõ rệt. Do đó anh chị tuổi Đinh Mão cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng. Đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Ngoài ra trong thời gian này, anh chị cũng không nên tham lam chạy theo cái lợi trước mắt. Tốt nhất hãy chậm mà chắc, rồi anh chị vẫn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Thứ tư, tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Năm 2021 là một năm yên bình đối với những bạn sinh năm Kỷ Mão. Mọi việc về cơ bản vẫn duy trì ổn định. Thời điểm này, các bạn có thể bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó là tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm việc làm. Tốt nhất các bạn không nên quá lo lắng và hấp tấp, hãy bước những bước chậm mà chắc, bởi chặng đường tương lai vẫn còn rất dài. Ngoài ra trong thời điểm này, nhân duyên của bạn khá tốt, nhưng đường quý nhân thì không vượng. Muốn đạt được điều gì, cần phải dựa nhiều vào công sức của chính mình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu khung cát từng tháng của tuổi Mão trong vận trình nửa đầu năm 2021. Thứ nhất, tử vi tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm 2021, mệnh tuổi Mão sẽ không phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Bản mệnh vẫn có thể phát huy được phong độ của mình một cách ổn định và xử lý những công việc quen thuộc rất thuận lợi. Có thể với nhiều người, cuộc sống bình lặng như vậy rất nhàm chán. Tuy nhiên, người tuổi Mão lại rất hài lòng với cách bắt đầu năm mới như thế này. Vì không phải chịu đựng nhiều áp lực nên bản mệnh có thể giữ trạng thái tinh thần thoải mái và tích cực nhất để đón chào năm mới. Thứ hai, tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi Mão sẽ xảy ra vấn đề do có hung tinh chủ về hao tổn tiền bạc xuất hiện. Tiền lương, tiền thưởng không có nhiều biến động, nhưng bản mệnh lại phải chi tiêu rất nhiều, vấn đề bất chợt xảy ra. Nếu bản mệnh không lên kế hoạch chi tiêu chi tiết ngay từ đầu thì rất dễ rơi vào cảnh thiếu thốn. May mắn, tình hình sức khỏe của bản mệnh tháng này khá ổn định. Bản mệnh luôn giữ được tinh thần hăng hái và sức khỏe dồi dào mỗi khi bắt tay vào công việc. Vấn đề đi lại cũng được bình an, thuận lợi. Nếu phải đi xa, bản mệnh cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thứ ba, tử vi tháng 3 âm lịch. Vận thế của những người tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch khá ổn định. Cả sự nghiệp và tài lộc đều có những bước tăng tiến tích cực. Bản mệnh đã cố gắng hết mình trong khoảng thời gian vừa qua, thậm chí có cơ hội thăng chức, tăng lương. Chuyện kiếm tiền của những người làm ăn, kinh doanh cũng khá thuận lợi trong thời điểm này. Những người làm đầu tư có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem lại khoản tiền lãi triển vọng. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong tháng này mà bản mệnh phải nhớ là hãy nắm chắc cơ hội, nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt. Thứ tư, tử vi tháng 4 âm lịch. Đối với những người tuổi Mão thì tháng 4 âm lịch không được thuận lợi bằng khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh sẽ phải đối diện với nhiều áp lực công việc hơn. Sau áp lực đến có thể bởi vì bản mệnh đang nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo. Bản mệnh nên cố gắng thật nhiều để khẳng định bản thân, đừng vội bỏ cuộc nếu mọi việc không như ý. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bản mệnh nên chủ động trao đổi và thảo luận với mọi người, đừng tự tìm cách giải quyết trong yên lặng. Tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Mão cũng không được tốt cho lắm vào thời điểm này. Nhiều công việc đổ dồn xuống đầu khiến bản mệnh luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên bản mệnh hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho mình, đừng làm việc quá sức. Tử vi tháng 5 âm lịch. Điều mà người tuổi Mão cần chú ý trong tháng này là vấn đề sức khỏe. Do hung tinh chiếu mệnh, tuổi Mão sẽ mắc các bệnh cấp tính, khiến tinh thần đi xuống, không có đủ sức khỏe để làm việc. Khi di chuyển trên đường, bản mệnh cũng cần tập trung chú ý, không cố tình vi phạm các luật lệ giao thông, khiến tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Hơn nữa tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ, Mão Ngọ tương phá khiến các mối quan hệ của bản thân bản mệnh cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bản mệnh cần chú ý cách cư xử của bản thân, chớ vì nóng nảy mà nói ra những lời tổn thương những người khác, gây tác động xấu đến với công việc. Thứ 6, tử vi tháng 6 âm lịch. Tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi trong tháng 6 âm lịch. Bản mệnh luôn tập trung vào nhiệm vụ được sao, nên luôn hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh đạo giao phó. Ngoài ra, bản mệnh cũng chủ động xông pha, nhận thêm những công việc khó khăn mà nhiều người chối từ. Sự chăm chỉ, nhiệt tình đôi khi có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lúc như vậy, bản mệnh nên dừng lại và nghỉ ngơi một chút, không nên tự bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Bên cạnh đó, thời gian này, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có thể tìm được người như ý nếu còn đang ở trong trạng thái độc thân. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của mệnh chủ tuổi Mão. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.